Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu và chị Thúy Kiều, hai chị em tụi mình sẽ dẫn mọi người tham quan một cái rẫy rất là đẹp. Cái vị trí rẫy này tại đâu vì chị Thúy Kiều? Đây là nó cách tỉnh lộ 671 là 1 km và nó thuộc huyện Đắk Đoa của tỉnh Gia Lai. Dạ, yeah, em thấy bước vào một cái rẫy, em thấy nó gọi là một màu xanh ngát đó chị. Rất là nhiều loại cây ăn trái nè. Ở đây thấy, như chị thấy ở đây là bơ phong chị, sầu riêng và cà phê ở đây thì nhìn rất là xanh và nhiều trái phong. Thì cho em hỏi sơ qua thì diện tích của cái rẫy này thì khoảng bao nhiêu về chị Thúy Kiều? Đây là 6 hecta. 6 hecta. Trong đó có 2 hect là cà phê nó đang tơ, còn 6 hect là cà phê đã vô kinh doanh năm thứ 5 rồi. Thu chính luôn rồi chị ha. Thu chính năm thứ 5. Rồi ngoài sầu ra còn nè, sầu riêng nè. Bơ sầu riêng là năm đây là chị thu năm đầu. Cái cây sầu riêng nè. Vậy hả? Rồi chị ơi, mình có thể mình đi một vòng vào để mình tham quan cái khu vườn này chị ha. Thì chị cho em hỏi sơ qua từ cái vị trí này mình cách ra đường lộ thì khoảng bao xa chị ạ? 1 cây số. Chỉ 1 cây số là mình tới đường lộ rồi phải không? Tới đó thì nó gồm rất là nhiều nè, trường học nè, rồi trung tâm, rồi mua bán, rồi đầy đủ hết phải không chị? Đúng rồi. Dạ, thì ở đây á, thường á thì cà phê đó chị, một mẫu này thì mình thu khoảng mấy tấn vậy chị? Như tính theo cà phê tươi á thì một mẫu là một năm là mình thu khoảng ở 10 tấn. 10 tấn. Dạ, vậy là nói chung là với cái mà tình hình doanh thu như vậy đó thì mức độ mà mình thu hồi vốn cũng tương đối khá nhanh chị ha. Ngoài ra rồi hiện tại nhà đất ở đang tất cả các nơi trên cả nước cũng đang tăng rất cao, mà huống chi là ở đây là Gia Lai thì là một cái nơi gọi là khí hậu cũng rất là mát mẻ nữa, thì ở đây sẽ là một cái nơi gọi là đáng để đầu tư. Với một cái đặc biệt á, thì mọi người á, là thấy á, như Phước Sửu đang bay lay cam thì mọi người thấy đó, từ cái rẫy của bên mình nó sẽ có một cái view xuống vào cái hồ thủy điện rất là đẹp chị ạ. Nhìn em thấy dòng nước đó là trong xanh mát luôn. Cái hồ thủy điện đó nó là kéo dài vài km luôn ấy. Vài km luôn. Và dự kiến sẽ có một cái khu du lịch tại đất này luôn chị. Đúng ha rồi. Gần khu này là sau này mình có là ở kinh doanh hoặc làm trang trại hoặc là đó thì mình có thể di chuyển ra cái khu đô thị rất là gần. Và xuống đây là một cái, sau này là một cái khu du lịch sinh thái gì ha. Rồi chị Thúy Kiều sẽ dẫn với mọi người ra đi xem cái những cái cây nông sản trồng tại đất này á chị. Thì ở đây thì như chị Thúy Kiều nói là có sầu riêng. Và theo chị Thúy Kiều thì ở đây sầu riêng này á, thì có doanh thu tốt hay không, trong khi cái đất này nó có phù hợp với cái cây sầu riêng hay không vậy chị? Sầu riêng đây là sầu riêng Dona đấy. Sầu riêng Dona là một cái giống sầu riêng rất là ngon đó chị ha. Đúng rồi. Rất là nhiều loại sầu riêng, nhưng mà sầu riêng Dona là trong một những loại sầu riêng mà cho ra sản lượng rất là tốt phải không chị? Bơ thì bơ bút. Bơ bút gì ha? Bơ bút đây, đây. Những trái sầu riêng là nó đã đậu trái rồi đây. Nhưng mà nó mới là năm đầu nên là mình chỉ để lại những trái đẹp thôi, mình để cho nó ít trái thôi. Để cho nó kết quả nó trái sẽ to hơn. Đây là hoa sầu riêng chị ha. Đây là những trái non đã đậu rồi. Cùng với chị Thúy Kiều thì bắt đầu mình đi vào đây. Giữa cái 6 hecta này thì có nhà, có một căn nhà rất là kiên cố phải không chị? Và có sân phơi, và đặc biệt ở đây là có điện ba pha vào tận nơi rồi phải không chị? Đúng rồi, điện ba pha tận nơi. Mình tưới bằng điện ba pha mà, tưới hồ lên. Vậy là em thấy ở đây đa số là một số nhà là bây giờ là họ dùng điện ba pha. Với cho em hỏi sơ qua là cái nguồn nước ở đây thì mình lấy từ nguồn nước nào vậy chị? Nguồn nước thì mình tưới giếng cũng được, còn không thì mình tưới hồ. Là từ dưới cái hồ đó mình tưới lên. Cũng bằng điện ba pha. Nước thì nguồn nước là quanh năm, không thiếu. Quanh năm luôn có vậy hồ hả? Nước thì em thấy rồi. Dạ, rất là đẹp luôn. Em thấy đất ở đây nó bằng lắm á. Sau này mà có về những cái trường hợp gọi là đô thị phát triển đó thì mình có thể là đây là đường xe hơi vào tới nơi rồi, thoảng rộng rãi thì mình có thể là phân lô bán nền. Đúng rồi. Đấy, nên là chẳng đâu mà thấy được những cái vị trí đẹp như vậy. Với lại cho em hỏi sơ qua chị Thúy Kiều á, từ cái vị trí này nó vị trí ở đây là thuộc cái địa phận nào? Của xã nào vậy chị? Cái đây là nó thuộc xã Đắk Sơ Mây. Thuộc xã Đắk Sơ Mây của huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Từ đây thì mình đi về Gia Lai khoảng mất bao xa? Từ đây ra tới sân bay thì nó tầm 25 cây. Đây ra sân bay chị, sân bay Pleiku hả chị? Đúng rồi. Có 25 cây số thôi. 25 cây. Rất là gần. Còn đây ra tỉnh lộ 671 á là 1 cây, mà ra quốc lộ 14 thì tầm cỡ 6 cây.
Mà quốc lộ 19 thì tầm cỡ 30 cây là tới quốc lộ 19. Vậy là nó rất là trung tâm chị ha. Ở khu vực này thì mình di chuyển tất cả các tỉnh miền Trung rất là gần nè, rồi về những cái tỉnh Tây Nguyên, và đồng thời là di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. À, thì với một cái vị trí thì rất là đẹp, rất là tiềm năng, mà kết nối hạ tầng khu vực và kết nối tất cả các trong khu vực rất là gần, mà cái mức giá rất phải chăng phải không chị? Đúng thì quý anh chị mà quan tâm đến cái sản phẩm mà gọi là 6 mẫu rẫy này á, thì alo ngay cho chị Thúy Kiều hoặc là Phước Sửu sẽ cung cấp cho mọi người thông tin đầy đủ. Đây là một cái giá rất là tốt để đầu tư. Và quý anh chị cần thêm thông tin về đất ở tại Gia Lai hoặc là ký gửi những cái sản phẩm tại khu vực này thì đừng ngần ngại và chọn ngay gọi ngay cái số hotline bên dưới, sẽ có cung cấp cho quý anh chị rất là nhiều thông tin để quý anh chị có một cái cơ hội lựa chọn đầu tư lâu dài và một nơi an cư lạc nghiệp gọi là rất là lý tưởng phải không chị? Đúng rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.